Thưa quý vị và các bạn, sinh ra trong một gia đình nghèo, số phận éo le không cho Hồ Văn Phuôm có đầy đủ cha mẹ như chúng bạn. Phuôm phải về ở cùng người bà họ hàng là bà Hồ Thị Si đã 70 tuổi, thường xuyên đau yếu ở bản Trang, xã Thân Liên, huyện Hướng Hóa. Hiện nay, Phuôm đang học lớp 11B4 trường Trung học phổ thông Hướng Hóa. Hồ Văn Phuôm phải vượt qua hoàn cảnh khó khăn để đến trường như thế nào? Chúng tôi sẽ giới thiệu cùng quý vị và các bạn trong chương trình Kết nối yêu thương tuần này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Lúc Hồ Văn Phuôm được 3 tháng tuổi thì ba của em đã qua đời khi mưu sinh trên sông nước. Phuôm ở với mẹ một thời gian thì mẹ đi lấy chồng. Phuôm được bà Hồ Thị Si ở bản Trang đón về chăm sóc. Tuổi cao lại không có sức khỏe, không nương dẫy, nhưng bà Si vẫn bươn chải để chăm sóc cho Phuôm được tới trường. Những lúc Phuôm không đến trường, những lúc bà Si không ốm đau, hai bà cháu lại đi hái rau rừng để bán kiếm tiền lo bữa ăn qua ngày. Và đây cũng là nguồn thu nhập chính hàng ngày của bà Si. Những hôm thuận lợi, bà cũng kiếm được vài ba chục có thể mua gạo. Những lúc ốm đau, bà phải ở nhà và bữa cơm của hai bà cháu sẽ khó khăn hơn. Sức khỏe không có, bữa ăn còn khó lo nổi nên bà Si không thể làm được ngôi nhà an toàn, vững chãi. Nắng cũng như mưa, hai bà cháu nương tựa vào nhau trong căn nhà sàn đã rột nát và cũ kỹ. Và cũng bởi vậy, Phuôm không thể có một góc học tập đàng hoàng, chẳng có một chiếc bàn học để em ngồi viết. Việc học của Phuôm cũng vì thế mà gập ghềnh hơn. Vượt qua những khó khăn, Phuôm luôn là học sinh ngoan ngoãn, hiền lành, chăm học. Dù điều kiện rất khó khăn, vất vả, nhưng em vẫn đều đặn đến trường với mong muốn có nghề nghiệp ổn định để chăm sóc cho bà, để đổi thay cuộc sống tại miền Sơn Cước còn nghèo khó này. Hàng năm thì Ủy ban Mặt trận cũng như Hội khuyến học xã kêu gọi rất nhiều tổ chức cá nhân có các chương trình ủng hộ, đóng góp để cho cháu Hồ Văn Phuôm đến trường. Riêng cháu Phuôm thì người dân tộc, đồng bào dân tộc thiểu số, nhưng mà ý thức của cháu rất là cao. Cháu chăm chỉ học tập, siêng năng, đạt hàng năm thì đạt kết quả học tập tốt. Và trong chương trình của kế hoạch của Ủy ban Mặt trận, chúng tôi cũng đưa vào hai ba cháu thuộc diện khó khăn, thì cũng hiện tại nhà cũng đang tạm bợ, thì chúng tôi cũng có kế hoạch đưa vào để kêu gọi các tổ chức cá nhân ủng hộ để quan tâm xây dựng nhà đại đoàn kết theo chương trình đề ra để đảm bảo cho ba cháu có nơi ở được tốt hơn. Và trong thời gian tới thì Mặt trận chúng tôi cũng mong muốn các tổ chức cá nhân ở trên mọi miền đất nước cũng như trong địa bàn Quảng Trị, huyện Hướng Hóa chung tay cùng nhau giúp đỡ để cho ba cháu cháu Phuôm được có một ngôi nhà được tốt hơn. Ba con ở đây cũng thì động viên là động viên bằng cái tiền nói rồi thôi, thì cũng cố gắng để nuôi cháu cho lớn khôn. Đó, vì cháu Phuôm là lúc ba mẹ chết thì cũng là rất là nhỏ, cho nên là ba này nuôi thì cũng đến lớn như thế này. Thì điều kiện khó khăn thì rất là ba con ở đây cũng rất mong muốn để có cái sự quan tâm của cấp trên để giúp đỡ cho ba một phần. Còn ba con ở đây thì có nhà là ví dụ họ cắt lúa thì họ kêu họ nhờ thì cũng cho một bao, hai bao để ba ăn hàng ngày rồi thôi. Chứ còn ba thì đất đai là không có. Thì ba con cũng có một số là cũng giúp đỡ cho ba. Đối với trường hợp của em Hồ Văn Phuôm thì đây là một trường hợp đặc biệt. Thì nhà trường đã cùng với giáo viên chủ nhiệm và bí thư đoàn trường kêu gọi các tổ chức đoàn thể trong và ngoài nhà trường để giúp đỡ tạo điều kiện cho em đến trường. Thông qua việc này thì nhà trường với cái mục đích trước mắt là giúp cho em trực tiếp cho em đến trường, và thứ hai qua đó muốn giáo dục cho học sinh trong toàn trường về sự chia sẻ. Và muốn thành công thì không chỉ là học giỏi mà cần phải có đạo đức lối sống tốt, có tình yêu thương đối với cộng đồng. Đối với việc học tập thì em Phuôm gặp rất nhiều khó khăn trong việc học các môn học ở nhà trường, như môn toán, môn văn, môn tiếng Anh. Thì nhà trường đã cùng với giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn và các em học sinh
luôn quan tâm giúp đỡ em học tập. Thưa quý vị và các bạn, với những cái hình ảnh vừa rồi thì chắc hẳn ai trong chúng ta cũng thấu hiểu được cái hoàn cảnh khó khăn hiện tại của hai ba cháu Phuông lúc này. Và để hiểu rõ hơn cái hoàn cảnh này thì chúng tôi xin được phép trò chuyện với Phuông để chúng ta cùng chia sẻ hơn những khó khăn của em đang gặp phải. Chào Phuông, ngoài bố mẹ của em thì những người thân ruột thịt của em ở đâu mà bây giờ em về ở với bà họ của mình? Dạ, mẹ em mất sớm nên em phải ở với bà cô. Ông bà nội em cũng mất rồi nên em ở với cô. Bà em không có điều kiện đến nuôi em nên em phải ở với cô. Còn có cả những cô vẫn giúp em để đi học. Chị thấy ba rất là thương em và đi hái rau rừng về để bán để kiếm tiền nuôi em. Vậy thì những cái lúc mà khó khăn ba đau ốm chẳng hạn thì không đi vào rừng để hái rau được thì cái việc ăn uống của hai ba cháu như thế nào? Khi ba đi không đi tìm rau được ba bị đau, em đi xin hàng xóm họ em nói là xin ít gạo họ cho. Khi em trả họ không lấy nữa. Hoàn cảnh khó khăn như thế này thì vào đầu mỗi năm học mới thì cái việc mà chuẩn bị cho quần áo sách vở của em thì em lấy đâu ra để em đến trường? Dạ em đi xin đi mượn họ hàng xóm đi xin bạn bè để cho họ cho, vì mọi người quan tâm, mọi người cho em mượn để cho em được đi học. Có thể thấy hoàn cảnh của em hiện tại rất là khó khăn thì có bao giờ em nghĩ rằng là mình sẽ bỏ học không? Em không muốn bỏ học vì em nghĩ bạn ấy còn nghèo lắm. Em học để làm việc để kiếm tiền nhiều để nuôi ba. Chị rất là cảm phục cái quyết tâm đến trường của em. Vậy thì hiện tại cái điều gì mà khiến em lo lắng nhất? Vì em lo lắng nhà em bị hỏng mà không có chỗ ngủ cho hai ba cháu. Em lo ba em lo cho ba lớn tuổi rồi, sợ ba đau ốm không có ai chăm lo. Dạ em muốn được đi học mà học đến hết lớp 12 em, và muốn được cái nhà họ tâm hỗ trợ cho em được đi học và mong được hỗ trợ và sửa lại căn nhà em để cho em được căn nhà em được ổn định hơn. Xin được cảm ơn em với những chia sẻ vừa rồi và cũng mong ba có sức khỏe để tiếp tục chăm em, và cũng mong em cũng có sức khỏe và quyết tâm hơn nữa để mà cái việc đến trường của mình sẽ cho em những cái thành quả tốt đẹp trong tương lai. Thưa quý vị và các bạn, đồng hành cùng chương trình của chúng tôi hôm nay có và anh Khánh Hưng, đại diện của tổ chức Phúc Phon Na Uy, là một tổ chức từ thiện. Và anh Trần Khánh Hưng là một người đã từng kết nối hoàn cảnh của Phuông với chương trình của chúng tôi. Và sau đây thì chúng tôi xin được phép trò chuyện với anh để mà hiểu rõ thêm về cái sự kết nối này. Xin chào anh Hưng ạ. Xin anh cho biết là cái lý do vì sao mà anh lại là cái cầu nối để mà kết nối chương trình đến với Phuông ạ? Được các cái cô giáo ở trường Trung học phổ thông Hướng Hóa là giới thiệu cái hoàn cảnh của Phuông, thì khi mình đi tới thực tế thì em Phuông cũng rất là khó khăn, mà cái xúc động nhất của mình đó là em gia đình khó khăn nhưng mà em rất là hiếu học, nên đó là mình cũng đã tổ chức về miền liên liên hệ về tổ chức Phúc Phon để mà mong muốn để có cho em một cái học bổng để mà tài trợ cho em học sống lớp 12, để cho em đến trường cùng với các bạn cùng trang lứa đó. Tại chương trình hôm nay thì anh có điều gì muốn chia sẻ không ạ? Sau cái chương trình hôm nay á, thì tôi cũng mong muốn là có thêm các nhà hảo tâm, các cái tổ chức để hỗ trợ thêm cho em á, là được đến trường để hoàn thành cái tâm nguyện học của em. Tại chương trình này thì tôi cũng thay mặt tổ chức Phúc Phong Na Uy tại Quảng Trị thì cũng muốn trao đến cho em một cái học bổng để cho em có cái động lực hơn trong cuộc sống. Đây là một cái học bổng của tổ chức Phúc Phong Na Uy nhé. Yeah. Họ sẽ cho em 10 triệu này á, để em học sống năm nay cái đã hết. Để cố gắng học hành nhé. Đây là chiếc xe đạp mới đó, để cho em đến trường một cách là khỏe hơn, phải không? Không phải đợi vất vả như trước nữa. Thế. Yeah. Đó.
Sự vất vả, khó khăn của hai bà cháu Phuông đã nhận được sự quan tâm, sẻ chia từ các tổ chức hảo tâm, từ chính những thầy cô giáo và bạn bè nơi mái trường Phuông đang theo học. Qua sự kết nối của những người thực hiện chương trình kết nối yêu thương, các thầy cô giáo trường Trung học Phổ thông Hương Hóa, các tổ chức tấm lòng hảo tâm đã đồng hành, hỗ trợ giúp bà cháu Phuông có điều kiện vượt qua khó khăn trước mắt. Ủy ban Nhân dân xã Tân Liên, huyện Hương Hóa hỗ trợ bà cháu Phuông 500.000 đồng, Công ty Thủy điện Quảng Trị hỗ trợ 1 triệu 500.000 đồng, Trường Trung học Phổ thông Hương Hóa vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ 5 triệu 400.000 đồng, Đoàn Trường Trung học Phổ thông Hương Hóa vận động hỗ trợ 1 triệu 800.000 đồng, Phòng Bảo hiểm phía Tây Bảo Việt Quảng Trị hỗ trợ 1 triệu đồng. Tổng giá trị tiền hỗ trợ Phuông tại chương trình là hơn 20 triệu đồng và một chiếc xe đạp. Thưa quý vị và các bạn, với tinh thần ham học, tin chắc rằng Hồ Văn Phuông sẽ vượt qua khó khăn, viết tiếp ước mơ đời mình để có được tương lai tươi sáng hơn. Tuy nhiên, trên con đường đó, chúng tôi, những người thực hiện chương trình Kết nối yêu thương, rất mong quý vị và các bạn, những tấm lòng hảo tâm tiếp tục đồng hành cùng với Hồ Văn Phuông. Mọi sự đóng góp của quý vị gửi về địa chỉ em Hồ Văn Phuông, học sinh lớp 11B4 trường Trung học Phổ thông Hương Hóa, hoặc ban biên tập chương trình Kết nối yêu thương Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị, số 105/2 đường Nguyễn Trãi, thành phố Đông Hà. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình này kỳ sau.